Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề mà rất hay gặp phải trong thi công cũng như là sửa chữa các cái hệ thống kỹ thuật, đó là về cái động cơ 3 pha. Thì đây có thể là một trong những cái sai lầm mà cũng rất phổ biến, rất hay gặp phải đấy, mà chúng ta không để ý hoặc là chúng ta chưa biết, thì nó sẽ rất nguy hiểm và nó có thể làm hỏng motor, hỏng động cơ 3 pha ngay sau khi thay một thời gian ngắn các bạn nhé. Và cái vấn đề mấu chốt của nó nằm ở đâu thì sau đây tôi sẽ mời các bạn hãy cùng tôi đi kiểm tra một cái động cơ mới mua từ châu Âu về, và để xem cái lỗi mà có thể gây ra hỏng cái động cơ này nó nằm ở đâu và chi tiết nó như thế nào. Đây nhá, tôi xin mời các bạn hãy cùng đi theo tôi. Nào, xin mời. Thì đây chính là cái động cơ 3 pha, mà đây là trên cái tem của nó đây các bạn này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là nó ghi là điện áp này 230V tam giác, 400V sao, 460V là chạy sao. Đây các bạn nhá. Đấy, và 2,2 kW. Đấy, cái dòng là 400V là 4,7, cốt phi 0,85, tốc độ là 2855 vòng phút các bạn nhá. Đấy, thì đây là cái gọi là nameplate ở trên cái động cơ. Đấy, thì cái sai lầm của rất nhiều anh em đấy, khi mà mua cái động cơ về là đấu. Đấy, thì trong mỗi cái động cơ này nó đã có sẵn các cái đầu cầu đấu ở trong rồi, thì có những cái động cơ đấu sẵn và có những cái động cơ thì nó chưa đấu, thì mình sẽ mở con này ra để xem bên trong nó đấu chưa, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nhá. Đấy, đây là một con động cơ mới, con này nhập châu Âu về. Cộng hòa Séc các bạn nhé, sau chủ nghĩa Cộng hòa Séc. Đấy, đây các bạn đây. Thì ở trong này nhá các bạn nhé, là nó có sẵn các cái thanh. Như con này thì nó để sẵn ở ngoài. Đấy, cái con này là nó có cái thanh để chờ đây. Và nhiều bạn thì lấy cái thanh này và nối qua đây, bởi vì nó có 3 thanh đúng không? Nhiều anh về là thấy có 3 thanh. Cái này có 3 thanh các bạn nhá. Đây. Đấy, có 3. Các bạn mở ra đây có 3 này. Đấy, 1 này. 2 3 nhá. Đấy, các bạn nhìn rõ 3 nhá. 3 cái thanh. Cho nên là nhiều anh là nghĩ là 3 thanh thì sẽ nối từ đây lên đây, nối từ đây lên đây, nối từ đây lên đây, đúng không ạ? Thì cái cách nối như này thì nó gọi là nối tam giác các bạn nhé. Nối 3 thanh, 3 tức là nối thẳng từ đây sang đây, thẳng. Thì nó gọi là nối tam giác các bạn ạ. Nhưng mà nếu nối tam giác như vậy thì chúng ta phải chú ý đến cái tem ở trên động cơ này. Bởi vì khi nối như vậy, nối tam giác và cái điện áp làm việc của nó là 220V, mà điện lưới ở Việt Nam, tôi lưu ý các bạn là điện lưới ở Việt Nam thì sử dụng điện 3 pha và 380 đến 400. Đấy, mà chúng ta lại nối tam giác như vậy thì khi mà xông nguồn vào cho chạy thì nó bị quá điện áp các bạn nhé, thì nó sẽ chết ngay. Cho nên với những cái loại động cơ nó ghi như này, tức là 220V tam giác và 400V sao, thì dùng sử dụng ở Việt Nam các bạn bắt buộc phải đấu sao các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ bỏ đi một thanh. Đấy, sử dụng hai cái thanh nối này thôi, sẽ nối từ, tức là nối ba cái điểm U2, V2 và VK2 lại với nhau để được cái động cơ là đấu sao thì nó mới chạy bình thường các bạn nhé. Mà rất nhiều người là thấy có 3 thanh nối
mà không để ý đến cái điện áp làm việc này. Điều này là cực kỳ nguy hiểm các bạn nhé. Vì mình cũng đã chứng kiến một vài anh trước đây là có đấu theo kiểu tam giác, hoặc là cái động cơ đó người ta đấu sẵn từ trước, hay là về đấu vác ra cắm nguồn vào, tức là chạy một thời gian nghe là chết cái động cơ đấy, mà đôi khi là cũng chẳng hiểu nguyên nhân. Nhưng mà đây là cái nguyên nhân thực sự các bạn nhé. Các bạn phải tuyệt đối chú ý cho mình là với cái động cơ 220V tam giác và 400V, đây các bạn có thể nhìn rõ hơn này nhá, đấy 400V là nó chạy sao và 230V chạy tam giác, thì bắt buộc chúng ta phải đấu sao đối với điện lưới ở Việt Nam đấy. Và cách đấu là các bạn cứ túm cái U2 V2 V kép 2 lại đấy, 3 pha nguồn đưa vào đầu của U1 V1 V kép 1 đấy. Thực ra nó là một cái việc rất là đơn giản các bạn ạ, nhưng mà nếu như các bạn không để ý, hoặc đôi khi các bạn chưa biết đến cái tức là cái giải làm việc điện áp mà nhà sản xuất họ đã quấn đấy, thì nó sẽ rất nguy hiểm. Mà các bạn chỉ cần đấu vào vài hôm là cái động cơ này khét mù ngay, thậm chí là chạy không được vài hôm, các bạn chạy trong một thời gian ngắn thôi là có thể nó chết, bởi vì cái điện áp nó tăng lên khoảng từ 220 đúng không ạ, nên 380 thì nó rơi vào khoảng độ 150% đấy nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ cho mình là phải xem kỹ cái phần điện áp ở đây nó đang làm việc ở chế độ sao hay tam giác đấy, và hết sức chú ý cái việc này, vì một cái motor nhập từ nước ngoài này về nó rất là đắt, nên để mà đấu sai dẫn đến nó hỏng, chưa nói cái việc bảo hành mất thời gian. Nhưng mà ngoài ra khi các bạn mà để nguyên cái cầu gửi sang bảo hành thì người ta sẽ không bảo hành đấy, bởi vì cái này là do lỗi của quá trình lắp đặt và sử dụng, là chúng ta mắc phải cái lỗi là đấu nối, tức là cái này nó là lỗi sai điện áp làm việc của cái động cơ. Tuy nhiên cái này không phải ít người gặp phải các bạn nhé, mà đôi khi là các bạn không để ý thì dẫn tới cái việc là nó nguy hiểm như vậy. Thì hôm nay mình chia sẻ cái vấn đề này để cho các bạn là chưa biết thì các bạn biết, và các bạn nào mà không để ý thì có thể là tập trung vào trước khi lắp đặt thì lên kiểm tra lại các cái tham số, các cái thông số này để mà đấu nối động cơ cho chuẩn, tránh được những cái rủi ro và sự cố đáng tiếc xảy ra. Đấy, thì chúc các bạn thành công nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà các bạn thấy video có ích thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh hoặc là comment ở dưới. Nếu như các cái video của mình nó chưa thật sự là mang lại cái giá trị thì để mình có thể cải thiện ở các cái video khác. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye.